Mình xin chào các bạn và bà con. Thì đây là những cái con lê le mà mình đã cho nó ăn sau khi tắm rửa dọn dẹp vệ sinh cho chuồng trại. Nó vô đây nó tắm nè, nó ăn xong nó tắm nè đó, thấy nắng lên nó phơi nắng rồi. Đây là cái công việc mà hàng ngày buổi sáng chuẩn bị đóng hàng gửi cho các bạn. Đây các bạn thấy là cái lứa le le này thì nó đã ăn lúa cứng rồi, nó ăn lúa như mạnh rồi đó. Các bạn thấy là mình cho nó ăn lúa trong nước này ha, ga lông gần đủ như thế này rồi. Trước khi gửi xa thì mình cho nó ăn, cho nó ăn cho con le le nó có năng lượng để nó giữ cái sức khỏe nó trong cái quá trình vận chuyển. Tại vì cái con le le mà mình cho nó ăn trong cái quá trình vận chuyển không được các bạn, nó ăn trong nước nè, mình không thể nào mình để nước vô thùng được. Thì trước khi gửi mình cho nó ăn cho nó có năng lượng để cho nó đến tay các bạn, cho nó khỏe mạnh. Cái cách cho ăn thì dễ ha, lúa ngâm trong nước, bà con có thể là cho nó ăn thêm một chút thức ăn công nghiệp, và khi về cái môi trường mới thì bà con cho nó ăn thêm bèo, lục bình, rau xanh thêm đó. Cái cách nuôi thì mình nói qua lo cho nó dễ thôi, mình chia sẻ rất là nhiều ở những cái kỹ thuật nuôi le le ở những cái video trước rồi. Bây giờ mình tiến hành mình bắt le le vô thùng, mình đóng cho các bạn, gửi hàng đi các bạn. Rồi ok cái cách đóng hàng, ví dụ 5-10 con thì mình đóng vô cái thùng giấy ha, để cho nó giảm chi phí, các bạn cũng thông cảm. Không có đóng trong cái sọt mũ được, tại vì cái số lượng nhiều với lại đi xa mình mới đóng trong cái sọt mũ. Thì như vậy thì mình cũng thấy nó an toàn, mình gửi hàng đi thấy nó ok ha, thông thoáng rồi, thoải mái, cao ráo thoải mái. Các bạn thấy nè, cái thùng vậy thì mình đóng 10 con thì đi xa ok, 500-700 cây số bình thường. Còn đi xa hơn nữa thì mình đóng thưa hơn, ít hơn ở trong sọt mũ đó. Rồi ok, đây là 10 con le le đóng vô cái đơn hàng buổi sáng của mình. Còn ra con gà lên đi. Thì cái lứa le le này á, thì bà con cho nó ăn thêm một miếng cám công nghiệp nữa cho nó đầy đủ dinh dưỡng hơn. Ở đây mình cho nó ăn cám công nghiệp, mình để trong cái khay như thế này nè đó. Cám công nghiệp thì cứ đổ vô vậy thôi đó. Lúa thì cũng có ngâm vậy thôi. Đây là những cái kinh nghiệm nhắc lại. Rồi le le cỡ này mà còn ăn cám công nghiệp nữa thì nó rất là bóng, rất là đẹp rồi các bạn nha. Đó. Sau khi nó ăn lúa mạnh, nó phát triển đầy đủ lông thì mình ngắt cám công nghiệp, mình không cho nó ăn nữa là được rồi, đơn giản như thôi. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình chuẩn bị đóng hàng gửi hàng, chuẩn bị đi gửi hàng cho các bạn nha, rồi chia sẻ với các bạn tiếp. Ok, đã xong rồi các bạn, công việc gửi hàng của mình các bạn ơi. Giờ quay về thôi, giờ mình đi về trại các bạn nha, làm những công việc ở bên trại. Ok, dựng lên cao vậy đó. Mình giao sau khi giao hàng về mình chuẩn bị cái đơn hàng khác để giao cho khách các bạn, cho kịp xe. Sáng mình giao cái đơn sớm thì cái lứa này nó cũng đã biết ăn lúa rồi nè đó, nhưng mà nó hơi nhỏ hơn cái lứa kia. Thì ở bên trại mình nó đủ cỡ hết đó bạn. Rồi đây lại đi nè, đợi cái nha. Rồi ok, đúng rồi, ở bên trại thì nó đủ cỡ hết rồi, từ nhỏ cho tới lớn, từ chưa đủ lông cho tới đủ lông, ăn cám công nghiệp, rồi ăn lúa, ăn gì đó đủ cỡ hết nè. Cái le này mới nở, con nhỏ quá thì mình không có gửi được các bạn nha, nhỏ quá thì không có gửi xe được đó. Thì mình lên chia sẻ với các bạn cái hình ảnh để tiếp cái đơn hàng trong ngày đây. Gửi mẫu cho các bạn
à, gửi chích con, gửi mẫu nè, bỏ bỏ thức ăn vô, bỏ dưa leo vô nhiều nhiều vô. Rồi ít thôi, dự miếng thôi, hai con nó ăn không nhiều đâu, nhưng mà bỏ dưa leo nhiều nhiều vô. Để trong cái quá trình mà vận chuyển á, nó ăn dưa leo nó có nước đó mà. Có nước thay thế nước, nó mình để gì mình không có bỏ nước vô thùng được. Rồi, đóng lại đi. Đóng lại. Rồi, dán keo lại, chuẩn bị đi vào này. Dán cái lỗ này lại nè. Rồi đó. Chắc chưa? Đá chống lên kìa. Đó các bạn, đây là những cái đơn hàng mà tiếp theo của mình. Thì sáng mình giao một đơn rồi, bây giờ quay lại công việc bên trại thì anh shipper đi giao cái này cho mình các bạn. À, chích rồi le le. Rồi nói chung là chích với le le là nhiều. Đó. Vậy đó ha. Rồi. Ok. Đó. Rồi bây giờ mình quay lại công việc bên trại các bạn nha. Mày le le con. Đây cái bầy le le nhỏ các bạn ơi. Đây nó mới nở được mấy ngày vậy đó nè. Cho nó vô. Nó ăn xong cho nó vô nước nó tắm các bạn. Bây giờ giao những cái đơn hàng cho khách, cho các bạn xong. Trả những cái đơn hàng xong, ship hàng xong cho các bạn thì quay lại công việc bên trại nè các bạn nha. Mình quay lại cái công việc bên trại rồi chăn nuôi. Cho le le con ăn, cho chích ăn, cho chồn ăn, rồi cho những cái con vật nuôi của mình ăn đó. Đây là tổng thể những cái con vật nuôi non của mình đây. Chích cồ mới nở thì nuôi riêng ha. Chích lứa lứa thì nuôi riêng theo từng đợt. Con nào nở gần nhà với nhau thì mình để chung chuồng đó. Cách nuôi, cách cho ăn thì có chia sẻ với bạn ở những cái video trước rồi nha. Rồi quay qua mình tới mình cho le le. Cho le le ăn các bạn ơi. Đây. Cho le le ăn xong rồi mấy anh em mình đi làm việc khác. Đó, lúa ngâm vô nước nha. Các bạn thấy chưa? Lúa ngâm vô nước để vô khay như này. Le le lứa này thì nó ăn trong nước hết rồi các bạn. Nó ăn lúa hết rồi chứ. Le le nó ăn trong nước từ nhỏ tới lớn. Rồi. Ok. Đó. Rồi, cho nó ăn đi ha. Mình đi ra là nó ăn các bạn. Đó, đi ra là nó vô nó ăn à. Đây là cái lứa le le. À, lứa đầu năm. Nhỏ có, lứa có, đủ cỡ hết. Quên cho mấy con gà nó ăn cái nữa. Cho mấy gà con nè. Nở theo le le luôn, chuột ăn mạnh ghê ha. Gà tre. Mấy gà tre các bạn. Bỏ miếng lên đi này, miếng lên. Trời ơi, trời ơi, nhiều thế. Mẹ, nhiều quá, mẹ nó bươi ghê hết. Rồi, ok, vậy đi. Rồi, tạm ổn cái phần le le con, rồi chích cồ con, rồi những cái con non ở trong trại các bạn nha. Cho mấy con gà nó giữ con nó ăn nè. Mình cho nó ăn xong tắm nước. Rồi, những anh em khác thì dọn dẹp chuồng trại thay nước. Công việc ở bên trong coi như là tạm thời, coi như là tạm ổn đi. Mỗi anh em mỗi việc. Thì hôm nay mình với chú bộ đội đi ra ngoài đồng các bạn nha. Đi ra ngoài đồng làm ruộng. Đây, sắp tới là mình sẽ cài xới cái ruộng này lên để trồng lúa cho le le ăn. Đi hướng này mới ơi. Giờ mình kéo cái nước, kéo cái bơm nước lên đi hả? Kéo bơm nước lên này, cái này cho có nước là mình xới mình cài. Kéo cái ống này nè. Kéo cái ống của cái cục motor này nè. Kéo đầu này lên đây. Đó. Bây giờ bơm nước lên đây để xà cài xới ruộng này lên nữa các bạn nha. Nè. Okay, các bạn. Rồi.
ươm một tí nước thôi là đồng ruộng mênh mông nước rồi đó. Bây giờ chỉ cho chú bộ đội nè, lấy máy cày nè. Bây giờ chú vô trọng, chú có tiếp xúc được với xe tăng, xe gíp gì không? Hả? Không. Không có không? Bắn dễ thôi. Bắn xe tăng à. Này, nói chung là cái này cũng không khó gì nè. Cái này là cái gọi là pizza, là cái con của mình đó. Hai. Đó, bỏ xuống này, chạy xuống đây. Ai cũng biết chạy mà, nông dân ai cũng biết chạy đúng không? Yeah. Yeah. Mình làm nông dân không biết chạy máy cày được dở lắm á. Biết chạy máy cày mới biết chạy xe hơi được. Nè, thả xuống đây là nó chạy nè. Ha. Đây là số nè. Chính giữa là, đây là bông nó, gọi là số 0 á. Mó, hay là gọi mó á. Chính giữa này. Đây, và đây là số 2 nè, bên đây số 2. Số 1 đây nè, có số nè, 1 nè. 1, 2, 3 nè. 4, 5, 6 nè. Đó, đó. Có số đó đó. Đó mình. Nè ha, muốn chạy số nào cũng vô đây. Nhưng mà mình trả về mo trước một cái. Trả về mo trước ha. Rồi cái này giật ra số khác. Nhưng mà cái này không phải lái như lái xe đâu nha. Lái máy cày không phải như lái xe đâu, mà mình cầm bẻ lái không nổi đâu, bóp thắng á. Như nè, bóp thắng, bóp. Mình muốn nó qua bên trái thì mình bóp thắng trái, qua phải thì bóp thắng phải. Vậy thôi, bóp nhẹ nhẹ thôi, bóp nhã, đừng bóp luôn là nó đi, nó quay vòng tròn luôn á. Muốn thắng lại hả? Nè, đâu có thắng, máy cày đâu có thắng, quá như xe đâu. Muốn thắng lại thì kéo cái này lên, gặt lên nè. Là chạy buông ra. Buông ra. Đó. Ờ. Rồi đó, chạy ra từ từ thôi. Đó. Nè, ok không? Giờ mình vô ra chứ mình quay máy cày chạy được. Bây giờ mình kéo về mo trước cái đi, kéo cái này về đây. Được quay máy không? Ô khởi động máy thử rồi, chạy vòng vòng coi. Chạy thử vòng vòng rồi coi ha. Quay được không? Quay được. Và hai anh em xong công việc ở bên trại rồi, bây giờ ra ngoài ruộng các bạn, ra ngoài đồng ruộng nè, chuẩn bị xới cái mẫu này để mà xả lúa cho le ăn các bạn. Nó sức bắp đó. Đó. Quay né cây găng ngay coi chừng. Ok. Ok, bỏ vô. Nhìn đằng trước kìa.
mình tập cho anh em chạy mấy cày các bạn, để phụ tiếp mình những cái công việc ở trong trại các bạn, giống như là cày bừa nè. Cày bừa là chuyện của nhà nông các bạn. Nhìn đằng trước kìa, đúng rồi, cày bừa là chuyện của nhà nông, là mình phải biết làm các bạn. Em mình nó vừa đi bộ đội về, chưa từng chạy máy cày lần nào đó, tập cho thằng em mình nó chạy cũng dễ các bạn ơi, không có gì khó, dễ lắm. Ok, được rồi, khỏi, mới biết chạy mà đòi chạy nhanh hả? Sao hả? Mới biết chạy chạy chậm chậm thôi, vô số thì phải nè, phải ngắt mới ra lại, mình thấy kéo về, rồi xong muốn vô số nào mình vô số đó, thả bây giờ số 4 chạy nhanh lắm, lái không kịp đâu. Đúng rồi, về ngay cái số đó, ngay cái vị trí đó. Hôm nay là số 1 nè, số 2, số 3, số 4, số 5 nè. Số 1 là chậm nhất, thì tới số 2, số 3 đúng không? Mới mới chạy, chạy số 2 được rồi, chạy từ từ thôi. Rồi, được rồi, chỗ quen máy đi rồi, từ từ mới xử lý tình huống sao. Được rồi. Chạy một vòng có vẻ như thành thạo hơn các bạn. Đó, dễ mà, dễ mà, chạy máy cày đâu có ngoài như giống như ở ngoài lộ đâu các bạn. Chạy xe thì khó chứ chạy máy cày thì dễ lắm. Các bạn biết là mình sắp xuống giống cái mẫu này, thì mình cái công việc đầu tiên là mình phải làm đất cho nó tơi xốp, cho nó mềm đất ra mới xuống giống, nó mới giống nó mới tốt, mới bắt được đất các bạn nha. Thì trước khi xả giống xuống thì mình làm cái công tác là cài bừa chụp sới vậy đó. Giờ mình tập cho chú bộ đội chạy. Ôi, ok không? Ok không? Cái mẫu ruộng bên đây nó được hơn tháng mấy rồi. Tốt rồi, có đồng đồng non nữa mày, có đồng đồng non rồi nè. Thì mình triển khai qua bên đây thêm một mẫu nữa là bắt đầu là thả la le ra cho nó sinh sản các bạn nha. Anh em đang cầm tôn thêm, còn một số tôn chưa cầm. Thì coi bộ đội này nó chạy máy cày tới đâu rồi. Ôi, bộ đội, bộ đội, stop đi, stop đi, stop đi. Được rồi, ok, tắt máy đi, tắt máy đi. Bánh hết chưa John? Như luôn hả? Ok. Em nói em quậy banh ruộng hết rồi. Banh ruộng luôn hả? Banh nó mới dừ ra, nó mới xạ lúa nó mới ăn. Được không? Chim đi sới được. Sao hỗn vắng bộ đội, bộ đội được, bộ đội. Cảm giác hơi zoom quá. Cảm giác sao? Lần đầu tiên chơi mấy cày hả? Tuyệt vời đó. Học mới có cái gì có 30 giây là xong rồi chạy được rồi đó. Dễ mà phải không? Không có gì khó đâu. Nông dân ai cũng chạy mới được, ai cũng phải biết chạy. Không ạ. Rồi. Đó. Anh em tôi các bạn, xong công việc ở ngoài đồng các bạn nha. Thì có thể là mình tạm ngưng ở đây để vô làm những công việc khác ở trong trại các bạn nha. Rồi, khi nào mình xuống giống mình chia sẻ với các bạn thêm nha. Xin chào các bạn.